Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 736 đến tập 740, ra ai phủ đầu, thật hâm mộ thánh đạo môn này vì có thể gặp được một người thông minh xuất sắc như ta. Vương Bảo Nhạc ho khụ một tiếng, mang theo phức cảm tự tôn đột nhiên dâng lên trong lòng rời khỏi tiểu đội sửa chữa này, đi vào bên trong chiến hạm theo lệnh của vị trưởng lão Nguyên Anh kia. Việc sửa chữa toàn bộ chiến hạm được chia thành hai khu vực bên trong và bên ngoài. Mặc dù ở khu vực bên ngoài cũng có rất nhiều công việc, nhưng về mặt kỹ thuật thì không yêu cầu cao lắm. Song khu vực bên trong thì khác, Việc kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt hơn. Chỉ là đi vào thôi mà Vương Bảo Nhạc đã phải trải qua năm trận pháp quét hình rồi. Sau khi vượt qua tất cả và sử dụng truyền tống trận để đi thẳng vào bên trong chiến hạm, Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy tu sĩ đón mình ở đây. Người này đã ở tuổi trung niên và có tu vi kết đan sơ kỳ. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, ông ta lập tức tiến lên mấy bước, cung kính chắp tay, bái kiến Long Nam tử Sư huynh. Bởi vì bên trong chiến hạm có rất nhiều khu vực chưa được sửa xong, nếu như không biết sẽ có nguy hiểm. Cho nên ta đã nhận được nhiệm vụ đợi sư huynh ở đây rồi đưa huynh đến nhóm 7. Thân phận của Long Nam tử cũng được xem là một đệ tử có thâm niên ở Thánh Đào môn. Lại thêm mặc dù tu vi trong nhiều năm chưa từng đột phá, nhưng nói thế nào cũng là kết đan đại viên mãn. Như vậy, cho dù tạo nghệ luyện khí không đủ, nhưng vẫn có địa vị nhất định trong số các đệ tử. Thấy đối phương khách sáo, Vương Bảo Nhạc nở nụ cười. Nhưng vì môi của Long Nam tử mà hắn biến hình thành hơi mỏng cho nên nụ cười trông có vẻ lạnh lùng khiến cho tu sĩ trung niên đang bái kiến hắn cảm thấy mất tự nhiên. Do đó, khi dẫn Vương Bảo Nhạc đi về phía trước một cách dè dặt, ông ta đã cố gắng hết sức để trả lời tất cả các câu hỏi của Vương Bảo Nhạc. Suốt đường đi, thông qua cuộc điều tra với người này, Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ hơn về nhóm 7. Có tổng cộng 41 tiểu đội sửa chữa trong chiến hạm. Mặc dù có sự phân công lao động rõ ràng, nhưng bởi vì toàn bộ nhân số quá ít, cho nên gần như mỗi tiểu đội đều hoặc ít hoặc nhiều phải đảm đương công việc sửa chữa khác. Trên mấy chục tiểu đội này còn có 9 nhóm. Một mặt, họ quản lý tiểu đội dưới quyền Mặt khác đảm nhiệm công việc sửa chữa quan trọng hơn. Ví dụ như nhóm 7 mà hiện giờ hắn phải đến thì chuyên phụ trách hệ thống phòng vệ của chiến hạm. Về độ khó, tạo nghệ luyện khí cần thiết phải có trình độ cao hơn thì mới có thể đảm nhiệm được. Đồng thời, nhóm 7 có 19 người, công việc khác với các nhóm làm việc ở khu vực bên ngoài. Mỗi đệ tử ở đây đều có một phòng làm việc riêng, hầu hết đều hoàn thành nhiệm vụ một cách độc lập. Ngoài các nhiệm vụ cố định hàng ngày, nếu như có thừa thời gian thì có thể tự mình đi đến khu vực danh sách sửa chữa chiến hạm chế tạo hoặc sửa chữa theo nhu cầu của bản thân. Để nâng cao hiệu suất và tính tự chủ trong điều kiện thiếu hụt tài nguyên này, Thánh Đào Môn vẫn trao phần thưởng cho các điểm đóng góp là có thể đổi lấy một số vật phẩm cần thiết cho tu luyện. Trên đường đi, theo hiểu biết, Vương Bảo Nhạc đã nhận ra trong không gian rộng lớn bên trong chiến hạm này ngoài cấu trúc được hình thành bởi một số lượng lớn pháp khí, còn có một số bộ phận sinh vật được hợp nhất với bức tường của con tàu. Thật thú vị. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn chưa từng nhìn thấy thuật dung hợp sinh vật và pháp khí này trong sách cổ về luyện khí lúc này dựa vào kinh nghiệm của bản thân lập tức đã phán đoán ra phương pháp này có thể cải thiện đáng kể chiến hạm trong lòng hắn lại càng hứng thú hơn với hệ thống luyện khí của nền văn minh thần mục này cứ như vậy dưới sự dẫn dắt của tu sĩ trung niên hai người đi bộ khoảng nửa giờ bên trong chiến hạm và cuối cùng đã đến khu vực của nhóm bảy khu vực này trông giống như một tổ ong với hàng chục căn phòng nhỏ trên quảng trường ở tít bãi bên ngoài chất đống những mảnh vật liệu bị hư hỏng có một tu sĩ thanh niên đang đứng ở đó, liên tục chỉ đạo đám tạp dịch ở xung quanh, sau khi ghi lại tất cả vật liệu thì gửi nó đến những tổ ong kia. Đưa tam cấm linh bản này đến chỗ Trần Lạc Sư Huynh, nói với Lý Phương Sư Đệ rằng La Y Châu mà hắn sửa không đạt yêu cầu, nếu như vẫn không sửa được thì cút ra khỏi nhóm bảy, phá không trùy này còn sử dụng được, đưa đến chỗ Lưu Minh Phi. Trong một ngày phân chia được ít nhất 70% hư không thạch ở trong đó, tu sĩ thanh niên này có tu vi kết đan hậu kỳ hình như có tạo nghệ rất mạnh về luyện khí bất kỳ món vật liệu và pháp khí nào ở đây hắn ta chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể lập tức nhìn ra vấn đề nói năng thì không chút khách khí tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn lúc này sau khi ném một món pháp khí cho tạp dịch ở phía sau và dặn dò một hồi hắn ta đã nhận thấy sự xuất hiện của vương bảo nhạc ngẩng đầu cau mày nhìn vương bảo nhạc bái kiến lý trần sư huynh gần như ngay lúc ánh mắt của thanh niên này quét tới cơ thể của tu sĩ trung niên bên cạnh vương bảo nhạc run lên lập tức chắp tay cúi lạy với một thái độ cung kính hơn khi nói chuyện với Vương Bảo Nhạc. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng đã nhận ra thân phận của đối phương. Trong ký ức của Long Nam Tử, tu sĩ tên Lý Trần này là đệ tử đích truyền của trưởng lão thứ năm, có khiếu về luyện khí, cũng xem như là thiên kiêu ở Thánh Đảo Môn. Trong ngày thường Vương Bảo Nhạc không thể tiếp xúc được. Lúc này sau khi nhìn thấy, trong lòng hắn không nhịn được lại trào dâng suy nghĩ, cân nhắc lợi và hại khi biến hóa thành người này. Nhưng rõ ràng ra tay ở đây không phù hợp vương bảo nhạc suy nghĩ một hồi tạm thời từ bỏ ý định kia nhưng cùng lúc vương bảo nhạc từ bỏ ý định kia thanh niên không biết rằng mình đã đi một vòng trước mặt cái chết lúc này lại xua tay không thèm nhìn vào tu sĩ trung niên đang bái kiến hắn ta mà nhìn chằm chằm vào vương bảo nhạc với vẻ thiếu kiên nhẫn cất lời một cách khó chịu long nam tử ngươi đã tới trễ công việc sửa chữa chiến hạm phải tranh thủ từng phút từng giây sẽ không có lần sau đâu viên linh nguyễn nguyên thạch này giao cho ngươi lập tức tự mình đi tìm một căn phòng làm việc không có ai, giờ này ngày mai, tách thành dịch linh huyễn cho ta. Hao tổn không được vượt quá 20%. Nói xong, người thanh niên vung tay phải lên. Sau khi ném một hòn đá bằng nắm tay đang tỏa ra ánh sáng màu tím về phía vương bảo nhạc, hắn ta không thèm nhìn vương bảo nhạc nữa mà tiếp tục sắp xếp xử lý các vật liệu khác. Dường như đối với hắn ta, một kẻ bình thường như Long Nam Tử không đáng để mình nói nhiều, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ giao cho thì mau chóng cút xéo. Hà! Vương Bảo Nhạc nhướng mày và nhận lấy viên linh nguyễn nguyên thạch được ném tới. Vật này chỉ có nên văn minh thần mục mới có, trước đó Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn thấy nó trong sách cổ. Biết được sau khi trải qua một số phương pháp đặc biệt, nguyên thạch có thể được hòa tan thành một loại linh dịch tên là linh nguyễn, chuyên được dùng để nâng cao xác suất thành công khi luyện khí. Chỉ là trong quá trình hòa tan thứ này sẽ có một sự hao tổn không thể đảo ngược. Thường thì hao tổn trong khoảng 50% là bình thường, còn 20% thì khá khó khăn. Đây là ra oai phủ đầu ta sao? Vương Bảo Nhạc lướt nhìn người thanh niên kia, đột nhiên mỉm cười. Tính cách của hắn vốn dĩ không phải là loại có thể nuốt giận, nhất là hiện giờ phân thân ở bên ngoài, có thể thay đổi cơ thể bất cứ lúc nào. Nếu như người khác không trêu chọc hắn thì thôi, một khi trêu chọc hắn, cho dù có là thái thượng trưởng lão của Thánh Đào Môn, Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm, căn bản không có ý nhịn. Lúc này, lật tay phải cầm linh nguyễn nguyên thạch lại, một ngọn lửa màu xanh lập tức bốc lên từ trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi bao phủ linh nguyễn nguyên thạch này, theo pháp hòa tan xuất hiện trong đầu vương bảo nhạc cho dù là lần đầu tiên triển khai nhưng với tạo nghệ luyện khí và nền tảng vững chắc của hắn gần như chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn làm chủ được trong sự biến hóa liên tục khí thế của ngọn lửa dần tăng lên màu sắc cũng biến đổi một cách nhanh chóng cảnh tượng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh trong mắt lý trần lộ ra vẻ không hài lòng hắn ta quay đầu lại nhìn với vẻ lạnh lùng nhưng rất nhanh mặt hắn ta đã biến sắc linh nguyễn nguyên thạch được đốt cháy bằng đan hỏa trải qua 696 vòng quay và 233 loại biến đổi màu sắc. Kết hợp với pháp thổ tức, càng có nhiều linh khí thấm vào thì mới có thể được hòa tan được thành công. Đồng thời còn phải quan sát vết nứt văn lạc đang cháy trên nguyên thạch và điều chỉnh nó theo các văn lạc khác nhau. Nếu về mặt lý thuyết có thể đạt được trình độ cao nhất, cho dù hao tổn không thể đảo ngược thì cũng có thể giảm đến mức tối thiểu. Vương Bảo Nhạc vừa luyện chế vừa thắn nhiên nói, Long mỗ không thể làm được đến trình độ cao nhất, nhiều nhất, mức độ hao tổn có thể giảm xuống còn 10% vương bảo nhạc thản nhiên cất lời trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám tạp dịch ở xung quanh và tu sĩ trung niên chưa kịp rời đi hắn vung tay phải lên ngọn lửa biến mất một chất lỏng phát ra ánh sáng màu tím kỳ dị xuất hiện ngay trên lòng bàn tay hắn mặc dù chất lỏng này có màu tím nhưng lại vô cùng óng ánh giống như một báu vật khiến người ta vừa nhìn đã bị nó cuốn hút đó chính là dịch linh huyễn ôi trời ơi đây là dịch linh huyễn cực phẩm tiếng xôn xao đột nhiên vang lên khắp quảng trường này theo tiếng kinh hô của tu sĩ trung niên bên cạnh vương bảo nhạc ngoại trừ dịch linh nguyễn cực phẩm do vương bảo nhạc luyện chế ra thì thời gian luyện chế của hắn cũng khiến mọi người ở đây vô cùng giật mình toàn bộ quá trình không quá 30 giây chỉ riêng thời gian đó đã đủ khiến người ta giật mình rồi càng không cần nói tới chuyện luyện chế ra được dịch linh nguyễn cực phẩm trong thời gian ngắn như thế cũng chính vì những người ở đây đều giật mình không dám tin với chuyện này nên mới xôn xao ồ lên mà quên rằng lý trần vẫn còn ở đây Sắc mặt của Lý Trần lúc này vô cùng khó coi, trong lòng càng giật mình. Hắn ta biết rõ dù bản thân mình cũng có thể luyện chế ra dịch linh huyễn chỉ hao tổn có 10%, nhưng ít nhất cũng phải mất tới 3 ngày mới hoàn thành. Mà tên Long Nam Tử ở trước mặt lại có thể làm được trong vòng mấy chục giây, điều này đại biểu cho trình độ căn bản của bọn họ trên nhau chẳng khác gì đất với trời. Chuyện này khiến Lý Trần không cách nào chấp nhận được. Đồng thời, hắn lại có cảm giác mặt mày nóng gian, khó mà áp nổi nộ khí. Nhưng Lý Trần còn chưa kịp nói gì thì Vương Bảo Nhạc đã lắc đầu. Lần đầu luyện chế nên thủ pháp còn vụng về khiến cho mức độ hao tổn lên đến 10%. Mang theo vẻ cảm khái và không hài lòng, Vương Bảo Nhạc khoát tay ném phần dịch linh nguyễn cực phẩm trong mắt mọi người qua cho Lý Trần chẳng khác gì ném một túi rác. Sau đó, Vương Bảo Nhạc chẳng buồn nhìn Lý Trần lấy một cái, chỉ tìm một căn phòng chống vắng người rồi đi vào. Những lời này chẳng khác gì một đòn tấn công cực mạnh đánh thẳng lên Lý Trần, thậm chí còn bao trùm cả tâm thần của những người xung quanh khiến cho tiếng ồn ào ở nơi này lập tức lặng ngắt như tờ sau khi vương bảo nhạc đi tới tất cả tạp dịch đứng trước mặt hắn đều vội vàng lùi lại cung kính nhường đường giống như gặp phải thần nhân khả năng luyện chế và những lời vương bảo nhạc đã nói ra khiến cho hắn như tỏa ra một cỗ khí thế của cường giả tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí thế mãnh liệt kia vô cùng rõ ràng mãi cho đến khi vương bảo nhạc đã biến mất thì sự im lặng trên quảng trường vẫn kéo dài thật lâu hồi lâu sau mới lục tục có tiếng hít sâu vang lên về phần lý trần lúc này lồng ngực của hắn ta cứ phập phồng mặt mày hết tái nhợt rồi xanh mét cuối cùng mới ngẩng đầu lên quát tháo giam tập dịch xung quanh đừng được ra đó làm gì còn không mau làm việc đi người đâu đưa đoạn hư trụ này tới chỗ long nam tử sư huynh còn cả lạc tỉnh bàn phượng linh vũ thạch mạc thú này nữa tất cả đưa hết đến chỗ long nam tử sư huynh đi lý trần mặt mày xa sầm lợi dụng chức quyền của mình chọn ra hơn 30 loại khó chơi nhất trong số những tài liệu ở đây để đưa tới chỗ vương bảo nhạc trong lòng hắn còn đang nghĩ chẳng phải long nam tử ngươi lợi hại lắm à được thôi ta muốn xem ngươi có thể sửa hết những thứ này được hay không đám tạp dịch xung quanh đều cúi đầu vội vàng làm việc theo lệnh bọn họ không có thái độ chủ quan đối với việc này theo bọn họ thấy thì đây là trận chiến phân cao thấp giữa hai vị cao nhân này tuyệt đối không thể dây vào thế là cả đám nghe lệnh chuyển hết đống tài liệu lẫn pháp khí đang chờ sửa chữa kia vào trong căn phòng của vương bảo nhạc nếu đổi lại là tu sĩ khác gặp phải chuyện thế này nhất định sẽ rất bực mình vì loại sửa chữa này cũng nằm trong phạm vi nhiệm vụ nhưng lại không có điểm cống hiến chỉ khi nào làm hết công việc bình thường rồi sửa chữa những món có trong danh sách cần sửa thì mới có điểm cống hiến mà thôi nhưng đối với vương bảo nhạc mà nói những chuyện này chẳng những không khiến hắn khó chịu mà còn ngược lại hắn còn rất muốn được như thế thứ hiện tại hắn tiến nhất chính là thực tế mà loại nhiệm vụ sửa chữa thế này mặt thành phẩm thì không cần phải lo thế là đưa cái gì hắn cũng nhận tất sau khi nhận hết thì lập tức cắm đầu vào sửa chữa chẳng qua trọng điểm của hắn không chỉ là sửa lại sau khi tháo rỡ ra thì hắn bắt đầu nghiên cứu cấu tạo bên trong dựa vào tạo nghệ luyện khí thâm hậu của mình trong những ngày tiếp theo vương bảo nhạc liên tục tiến bộ trong lúc nghiên cứu thực tiễn giống như bọt biển hấp thu nước vậy đồng thời sau khi gia nhập các nhóm nhỏ thì lại có một chỗ tốt khác ấy chính là có thể tiếp xúc với nhiều kiến thức luyện khí hơn đối với thánh đảo môn thì sửa chữa chiến hạm chính là chuyện quan trọng nhất nhân số trong tông môn lại không nhiều nên để đề cao hiệu suất Mỗi ngày bình thường chỉ truyền điển tịch luyện chế cho người thuộc dòng chính, ngoài ra cũng cung cấp cho thành viên có thể vào chín nhóm nhỏ. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc đã tiến bộ cực nhanh, đạt tới một trình độ vô cùng kinh người. Nhất là sau khi dung hợp hệ thống luyện khí của hai nền văn minh khác nhau, ngoại trừ loại suy ra thì chúng lại không ngừng giao thoa với nhau khiến cho Vương Bảo Nhạc sinh ra vô số linh cảm. Vương Bảo Nhạc cũng đắm mình trong việc luyện khí, nhiều khi còn quên mất chuyện phải quay về hệ mặt trời. Loại cảm giác sung sướng với trải nghiệm có thể tăng cao tình độ luyện khí qua từng ngày này khiến Vương Bảo Nhạc kích động vô cùng. Nhất là sau khi thử vài lần, phát hiện mình đã có thể luyện chế ra pháp binh cấp 9 hoàn mỹ, thậm chí phương diện thần binh cũng không còn mờ mịt như trước nữa thì Vương Bảo Nhạc lại càng kích động hơn. Vương Bảo Nhạc cũng không hề che giấu sự tiến bộ của mình, thực tế dù hắn có muốn giấu thì cũng khó mà làm được. Hiện nay, trong nhóm bảy này không ai không biết Vương Bảo Nhạc Thực tế lượng công việc của một mình Vương Bảo Nhạc đã bằng với tổng lượng công việc của tất cả mọi người. Lý Trần đã bỏ đi từ một tuần trước. Lý Trần xem như đã nhìn ra mình và Long Nam Tử căn bản không cùng một đẳng cấp. Đối phương tiến bộ quá nhanh, ban đầu hành động gây khó dễ của hắn ta vẫn có chút tác dụng, đúng là tốc độ sửa chữa và chính xác của Vương Bảo Nhạc đều chậm lại. Nhưng chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã lấy lại tốc độ. Ép Lý Trần không thể không vắt hết óc để chọn những pháp khí và tài liệu khó sơi hơn đưa qua mà bình thường những thứ lý trần phải hao tâm tổn trí đưa qua chỉ làm khó được vương bảo nhạc có vài ngày các mẫu cùng loại sau đó sẽ không còn tác dụng nữa khiến lý trần như muốn phát điên lại tiếp tục ra sức tìm kiếm cuối cùng lý trần lấy lý do giúp đỡ để gom hết nhiệm vụ của các nhóm khác qua nhưng vẫn chỉ tạo được ảnh hưởng với vương bảo nhạc trong vài ngày mà thôi cuối cùng lý trần còn bị ám ảnh tâm lý không dám nhằm vào vương bảo nhạc nữa nhưng vương bảo nhạc thì lại có ý khác hảo cảm của hắn dành cho lý trần ngày càng tăng vọt thậm chí nói quá lên, nếu không có Lý Trần không tiếc công sức tìm kiếm và giúp đỡ mọi bề thì Vương Bảo Nhạc cũng không thể nào tiến bộ nhanh như vậy được. Thế nên, sau khi phát hiện Lý Trần từ bỏ thì Vương Bảo Nhạc lại sốt hết cả ruột, thậm chí còn tìm gặp Lý Trần để nghiêm túc nói chuyện với hắn ta một lần. Kết quả là ý chí của Lý Trần lại ngút cao, tiếp tục phát huy phẩm chất người tốt của mình, không tiếc vất vả để giúp đỡ Vương Bảo Nhạc phát triển toàn diện hơn. Nhưng lần trợ giúp này chỉ kéo dài 2 tháng thì Lý Trần đã sụp đổ. Mặc cho Vương Bảo Nhạc nghiêm túc nói chuyện cỡ nào cũng vô dụng. Thậm chí, cuối cùng Lý Trần còn muốn khóc ròng, chủ động tìm đến sư tôn của mình, nhờ chuyển khỏi nhóm 7. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối vì Lý Trần đã rời đi. Nên sau khi nghĩ đủ cách thăm dò được Lý Trần bị chuyển qua nhóm 5, ngày hôm sau Vương Bảo Nhạc đã hí hửng chạy qua nhóm 5 tìm Lý Trần. Thế là cường độ làm việc và tìm hiểu thực tiễn quen thuộc lại quay về. Nửa tháng sau, Lý Trần chuyển sang nhóm 3. Vương Bảo Nhạc lại hưng vẫn chạy đến nhóm 3 thăm hỏi bạn cũ. Một tuần sau, Lý Trần chuyển đến nhóm 1. Vương Bảo Nhạc lại kích động chạy thẳng tới đó. Gần như ngay khi Lý Trần vừa đến nơi thì một phút sau đã ngu người nhìn Vương Bảo Nhạc cười toe toét xuất hiện trước mặt mình. Vương Bảo Nhạc chớp mắt như một con nai vàng ngây thơ, nhiệt tình giơ tay chào hỏi Lý Trần. Cùng ngày hôm đó, Lý Trần đã chuồn gấp. Lần này hắn ta đã rời khỏi nội bộ chiến hạng để ra khu vực bên ngoài. Vương Bảo Nhạc thân là kẻ tiễn người đi, trong lòng vô cùng không nỡ nếu không phải trong thời gian này đã có tình đồng chí sâu đậm với đối phương thì vương bảo nhạc đã đập chết lý trần sau đó biến ảo thành bộ dạng của hắn ta rồi bọn ta là bạn bè ta không thể làm như vậy được vương bảo nhạc thở dài dõi mắt nhìn bóng dáng lý trần khuất dần rồi quay lại nhóm một cứ như vậy trong ba tháng tiếp theo vương bảo nhạc đã không còn nhóm cố định nữa hắn giống như một viên gạch đa năng vậy đâu cần bảo nhạc có đâu khó có bảo nhạc những thể hiện của hắn trên mặt luyện khí đã được Thái thượng trưởng lão và sáu vị trưởng lão nguyên anh của Thánh Đào môn tập trung quan sát. Sau nhiều lần dò xét, phát hiện không có vấn đề, bọn họ chỉ có thể xem chuyện này là dạy thì thành công, có công mài sắt có ngày nên kim. Việc tương tự cũng có rất nhiều trong văn minh thần mục. Chẳng qua rất ít trường hợp khoa trương như Vương Bảo Nhạc. Đúng là đáng tiếc, tu vi của Long Nam tử này vĩnh viễn không thể đột phá. Thái thượng trưởng lão lấy làm tiếc nuối, bắt đầu cân nhắc xem có nên giúp đối phương một phen bỏ ra một cái giá lớn để giúp hắn cưỡng chế đột phá bước vào nguyên anh nhưng trong khi thái thượng trưởng lão của thánh đào môn đang cân nhắc lợi hại ra sao vương bảo nhạc đã trải qua nửa năm qua lại khắp các tổ gần như đã biết rõ phần nào về tất cả khu vực trong chiến hạm lại bắt đầu chuyển tâm ngắm về phía khu vực hạch tâm của chiến hạm nơi chỉ có trưởng lão mới được vào vậy nên vài ngày sau vương bảo nhạc dựa vào thuật pháp bản nguyên bắt chước khí thế khi đột phá nguyên anh khí tức đột nhiên bùng nổ ngay trong thánh đảo môn khiến cho tất cả mọi người vô cùng giật mình đồng thời chẳng mấy chốc tin tức tu vi của long nam tử đột phá nguyên anh đã lan ra khắp tông môn mặc dù khí thế khi vương bảo nhạc phá tu vi không mênh mông kinh thiên gì nhưng vẫn tạo thành không ít dao động trong không gian cấm khu của thánh đảo môn từng làn sóng dao động lan ra xung quanh cũng khiến cho tất cả mọi người đang vùi đầu sửa chữa chiến hạm phải giật mình nhất là thái thượng trưởng lão và sáu vị trưởng lão nguyên anh khác sau khi cảm nhận được khí tức đột phá này, ai nấy đều giật mình không thôi. Thái thượng trưởng lão cũng là người đầu tiên kịp lấy lại tỉnh thần, lập tức na di, khi xuất hiện lại đã ở giữa không trung của khu vực nhóm 7. Ông ta cúi đầu nhìn xuống, không để ý tới những đệ tử khác của nhóm 7 đang lao ra với vẻ mặt đầy khiếp sợ khi phát hiện khí tức này. Thần thức quét qua một lượt, lập tức chú ý tới căn phòng chỗ vương bảo nhạc. Sau khi nhìn kỹ, thái thượng trưởng lão mở to hai mắt, trên mặt đầy vẻ không dám tin. Long Nam tử hắn đột phá. Trong thần thức của Thái Thượng Trưởng Lão, ông thấy rõ tu vi của Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong một căn phòng của nhóm thứ bảy đang bộc phát. Khí thức Nguyên Anh không ngừng ngưng tụ, thậm chí dường như ông ta còn phát hiện kim đan của Vương Bảo Nhạc đang nứt ra, có thân thể Nguyên Anh đang nhanh chóng thành hình và sắp sửa chào đời. Cùng lúc đó, sáu vị trưởng lão Nguyên Anh của Thánh Đào Môn cũng lần lượt chạy tới. Cả đám đều giật mình sau khi phát hiện người đang đột phá chính là Long Nam Tử. Tư chất của Long Nam Tử thật sự rất tầm thường tuy trước kia nhận được cơ duyên nhưng cơ duyên này chỉ thúc đẩy hắn ta đến kết đan cảnh tuy vẫn có thể đột phá bước vào nguyên anh nhưng cơ hội rất mong manh mặc dù tất cả đều cảm thấy không thể tin nổi nhưng kết hợp với tình hình gần đây thì đúng là có khả năng do tạo nghệ luyện khí của đối phương tăng cao đã gián tiếp thúc đẩy tu vi tăng lên nhất là bọn họ đã từng tiến hành nghiệm chứng nhiều lần về chuyện tạo nghệ luyện khí của long nam tử tăng cao cuối cùng tất cả kết quả đều chứng tỏ long nam tử này không có vấn đề gì cả dù là linh hồn huyết nhục hay khí tức đều đầy đủ cũng không có khả năng bị đoạt xác hoặc thay thế gì cả vậy nên mặc dù rất bất ngờ nhưng chẳng mấy chốc bọn họ lại hưng phấn hẳn lên nếu như thánh đào môn lại có thêm một nguyên anh thì tổng thế lực cũng sẽ tăng manh nhất là tất cả đều biết tao nghề của vương bảo nhạc ở phương diện luyện khí hiện tại người như thế lại còn đột phá tu vi còn là đệ tử lâu năm sẽ giúp ích rất nhiều cho tông môn trong vấn đề sửa chữa chiến hạm nghĩ tới đây hai mắt của thái thượng trưởng lão loe sáng lập tức hạ lệnh phong tỏa xung quanh và cách ly tất cả đệ tử trong nhóm bảy ngoại trừ Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, ông còn tự mình tỏa chấn, hộ pháp cho Vương Bảo Nhạc cùng với sáu vị trưởng lão khác. Việc này cũng được các đệ tử nhóm bảy bị cách ly truyền ra ngoài. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người trong không gian cấm địa đều lần lượt biết được căn nguyên của khí tức đột phá vừa rồi. Tiếng ồn ào bàn tán lập tức nổ ra giữa tất cả các thành viên có mặt trong không gian cấm địa. Trong đó có người hâm mộ, kẻ thì ghen ti, đủ lời cảm khái xen lẫn cay đắng đại diện cho những người cảm thấy cay đắng chính là Lý Trần. Thần mục đuôi rồi à? Thứ gì cũng có thể đột phá như thế. Lý Trần tức giận nhìn chiến hạm giữa không trung, trong lòng thầm nguyền rủa Vương Bảo Nhạc đột phá thất bại. Nhưng rõ ràng lời nguyền rủa của hắn không hề có tác dụng gì. Ba ngày sau, Vương Bảo Nhạc kết thúc việc tu luyện, ngay khi hắn đi ra khỏi phòng thì Thái Thượng Trưởng Lão đã lập tức tuyên bố, Vương Bảo Nhạc tấn chức trưởng lão, đứng hàng thứ bảy. Sau khi Vương Bảo Nhạc tấn chức, thái độ của thái thượng trưởng lão thánh đào môn dành cho hắn cũng không uy nghiêm như đối với các đệ tử bình thường nữa mà đa phần là hòa ái thân thiện sáu vị trưởng lão khác phần lớn cũng như vậy thân là người đã đi từ tầng chót đến chức quan lớn có địa vị cực cao ở liên bang như vương bảo nhạc đương nhiên rất dành mấy đạo lý đối nhân xử thế giao tế và qua lại thế này vậy nên sau khi hắn tỏ thái độ đáp lại thì việc trung đụng với mấy người thái thượng trưởng lão lại rất hòa hợp và vui vẻ vài ngày sau đó sau khi trải qua một loạt nghi thức và bổ nhiệm quyền hạn tương ứng mà vương bảo nhạc mong chờ cuối cùng cũng mở ra ngoại trừ tư cách được xem và tu luyện bí điển tông môn ra hắn cũng lấy được thân phận có thể vào khu vực hạch tâm thế là những ngày tiếp theo trọng điểm của vương bảo nhạc đều đồn hết vào khu vực hạch tâm của chiến hạm hắn liên tục nghiên cứu bí điển luyện khí của thánh đào môn đồng thời cũng thử sửa chữa pháp khí ở khu vực hạch tâm tất cả những việc này giúp cho tạo nghệ luyện khí của vương bảo nhạc lại tăng vọt trong lúc nghiệm chứng và tìm hiểu thực tiễn thì hiểu biết tổng thể của hắn về chiến hạm cũng nhanh chóng tăng cao ngoài ra những lúc rảnh rỗi vương bảo nhạc cũng thử cấu tứ lại thiết kế của chiến hạng mà mình muốn chế tạo ở trong đầu bản thiết kế này chẳng những phải ăn khớp mà còn phải phù hợp với quy tắc của pháp khí tổ hợp vô cùng phức tạp với trình độ luyện khí của vương bảo nhạc bây giờ thì cũng phải tốn tới mấy tháng mới có thể dần phát họa đầy đủ nhưng sau khi thiết kế đã xong thì lại có vấn đề mới ấy chính là tài nguyên thánh đào môn chỉ mới sửa chữa chiến hạng của mình thôi mà thiếu chút nữa đã bán hơn phân nửa tài liệu kiến trúc của tông môn mà nay Vương Bảo Nhạc lại không có gì hết. Muốn chế tạo một chiếc chiến hạm cần rất nhiều tài nguyên. Dùng con số trên trời để hình dung cũng không đủ. Phải nghĩ cách mới được. Vương Bảo Nhạc thử cảm thụ bản thiết kế trong đầu một phen. Sau khi tính sơ số lượng tài nguyên cần thiết thì hắn lập tức cảm thấy áp lực nặng nề. Ai? Nếu như đẹp trai có thể đổi được tài liệu thì ta đương nhiên sẽ không có gì phải lo nữa. Làm sao bây giờ? Có nên lợi dụng thân phận hiện nay để lén cắt xén một chút tài nguyên không nhỉ? Đối mặt với nhu cầu kinh khủng như thế, Vương Bảo Nhạc đành thở dài, vắt óc nghĩ cách. Trong mấy tháng này, thân phận trưởng lão của Vương Bảo Nhạc đã được mấy người thái thượng trưởng lão chính thức chấp nhận. Vương Bảo Nhạc cảm nhận được sự cảnh giác trong lòng đối phương đã giảm bớt. Kể từ khi biết được tập tính cướp đoạt của nền văn minh thân mục thì Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ vẻ hiền lành thường trực của đám người thái thượng trưởng lão trước đó chỉ là ngụy trang mà thôi. Trong số tu sĩ của nền văn minh thần mục, căn bản chẳng có kẻ nào tốt lành gì chỉ cần muốn tu luyện và tiến xa hơn trên con đường này thì không thể tránh khỏi việc ra ngoài cướp đoạt đương nhiên cũng sẽ không màng tới chuyện giết chóc mặc dù sau khi trải qua tất cả kiểm tra đối chiếu thì thân phận của mình đều bình thường nhưng dù sao cũng thay đổi quá lớn so với trước kia nên gần đây vương bảo nhạc đã nhiều lần phát giác có người âm thầm theo dõi mình chẳng qua hắn không muốn vạch trần tâm tư của thánh đạo môn nên đám người thái thượng trưởng lão đương nhiên không thể phát hiện ra điều gì cho nên nếu vương bảo nhạc muốn với thân phận của hắn thì việc âm thầm cắt xén một chút tài nguyên vẫn không thành vấn đề nhưng thánh đào môn này thật sự quá nghèo vương bảo nhạc suy nghĩ xong thì cảm thấy trừ khi mình cướp hết cả thánh đào môn lẫn trước chiến hạm này bằng không thì vẫn không đủ làm người không thể hẹp hòi như thế được muốn làm thì phải làm cho lớn không thể ra tay với mấy con tôm tép trong mương thế này được vương bảo nhạc hắng giọng một cái đôi mắt nheo lại đáy mắt lóe sáng nền văn minh thần mục này lớn như vậy các tông môn có tiền cũng nhiều vương bảo nhạc liếm môi trong đầu suy nghĩ một phen sau khi có quyết định thì mấy ngày tiếp theo vương bảo nhạc tránh đi sự giám sát thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kia bắt đầu làm chống túi chữ vật của mình đồng thời cũng âm thầm mua thêm một ít sau khi tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành trong một đêm không trăng không sao thân thể vương bảo nhạc nhoáng một cái chỉ nháy mắt đã biến mất mà không có bất kỳ ai trong thánh đảo môn này phát hiện ra khi xuất hiện lại thì đã bất ngờ đứng giữa khoảng không bên ngoài thánh đảo môn tuy tông môn ở vòng thứ năm này rất nhiều nhưng phần lớn tài nguyên đều giấu kín cả rồi dù ta có lẻn vào thì cũng khó tránh khỏi việc phải sư hồn biến ảo để tìm kiếm chẳng những phải tìm kiếm vất vả lấy được bao nhiêu còn phải xem vận may hiệu suất không cao tốn thời gian mà lại phiên phức cách tốt nhất chính là những tông môn này tự mình chuyển hết những tài liệu đó để lại một đống như vậy thì mình có thể lấy đi dễ dàng hơn cho nên nếu đã cướp thì mục tiêu tốt nhất chính là tất cả chiến hạm tông môn thắng lợi quay về sau khi ra ngoài cướp bóc xong xuôi chẳng những có thể đảm bảo thu hoạch mà còn có thể thuận tay cướp được chiến hạm về tháo rỡ ra xem thứ hai mắt của vương bảo nhạc sáng rực lên cảm giác có thể làm càn không thèm sợ gì hết khi đang ở nền văn minh khác khiến hắn hưng phấn thấy rõ lúc này hắn lại bay thẳng lên trời xanh trong chủ tình của văn minh thần mục có rất nhiều tông môn cho nên số lượng chiến hạm dĩ nhiên cũng không hề ít trong số đó có chiến hạm thì có thể đi xa có cái thì chỉ cá thể bay trong tỉnh hề. Số lượng chiến hạm ra vào ở chủ tỉnh thần mục không thể xem là dày đặc, nhưng vẫn có rất nhiều. Khi Vương Bảo Nhạc lao ra khỏi tầng khí quyên của nền văn minh thần mục, dõi mắt nhìn cảnh tượng xung quanh. Sau khi đảo qua từng chiếc chiến hạm kia, Vương Bảo Nhạc xoa cằm, bộ dạng nhanh chóng biến đổi, từ bộ dạng của Long Nam tử biến thành. Chắc nhất tiên, Vương Bảo Nhạc hắng giọng một tiếng, tay phải vung lên, lập tức đánh thức con lừa đang ngủ say trong túi chữ vật dậy. Con trai à! tới lúc kiểm tra ngươi rồi đấy hãy dựa vào kinh nghiệm ăn hàng của ngươi rồi nói cho cha biết ngươi cảm thấy tư nguyên trên chiếc chiến hạm nào là lớn nhất tầng khí quyển của thần mục chủ tình khá giống với trái đất nhưng vẫn có điểm khác biệt có lẽ là do hoàn cảnh và vật chất trong vũ trụ khác nhau nên tầng khí quyển của thần mục chủ tinh cực kỳ dày trừ khi có được tu vi thông thần bằng không thần thức cũng không thể tàn ra xa cũng chính vì vậy nên mới khiến cho các chiến hạm ra vào giống như bị chặn đứng cảm giác với bên ngoài giữa tầng khí quyển này nhưng dù tập tính của văn minh thần mục chủ yếu là cướp đoạt trong số đó cũng có giết người đoạt bảo nhưng tất cả đều tiến hành âm thầm mặc dù vẫn có xảy ra chuyện khủng bố như cướp chiến hạm nhưng mỗi khi nó diễn ra đều bị trả thù và truy nã nghiêm ngặt nên dần dà chẳng xảy ra chuyện tương tự như thế nữa lúc này vương bảo nhạc đang ẩn nấp trong tầng khí quyển lại dõi mắt quan sát chiến hạm ra vào trong ngôi sao thần mục này rất nhiều thoạt nhìn rất khó đoán được giá trị của cái nào là lớn nhất. Chưa kể chiến hạng của các tông môn trong văn minh thần mục đều khác nhau, bên ngoài cũng đã được dùng thủ đoạn che giấu. Vậy nên, trừ khi là tháo rỡ nó ra để kiểm tra, hoặc dùng thần thức quét qua, bằng không sẽ khó mà biết được cụ thể. Điều này lại khiến mức độ khó khăn tăng cao. Tuy chiến lực của Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng thần thức còn chưa đến mức chỉ cần quét một cái là có thể bao phủ cả bầu trời, cũng chưa tới trình độ không cần lộ mặt cũng có thể xem rõ tình hình. Vậy nên có thể nói, lần đi cướp này chủ yếu phải xem may mắn. Vương Bảo Nhạc cảm thấy con lừa có thể gánh trách nhiệm may mắn này. Dù sao thì nó đã ăn bao nhiêu thứ linh tỉnh như thế mà vẫn không chết. Lại ăn nhiều tài nguyên, dựa vào bản năng của nó chắc hẳn sẽ tăng tỷ lệ tìm được chiến hạm có nhiều của cải. Theo lý thuyết thì có thể thu hoạch của những chiến hạm quay về sẽ lớn nhất, nên tuy phải xem vận may, nhưng theo Vương Bảo Nhạc thấy thì vẫn có thể nhờ vào kỹ xảo. May mắn và kỹ xảo đều có rồi, con trai à, tiếp theo phải trông chờ vào ngươi rồi tranh thủ tìm một chiếc chiến hạm cho ta đi. Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái, xoa đầu con lừa đang ngu người không hiểu gì vừa mới được hắn kéo ra khỏi không gian chữ vật. Con lừa ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó lại nhìn đống chiến hạm đang ra vào ở phía xa, cuối cùng lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt ấm ức, còn há miệng toan kêu lên. Tìm được thì ta sẽ chia một chút cho ngươi, không tìm được. Vậy thì ngươi cứ tiếp tục nhịn đói nằm trong đó đi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nói. Hắn vừa nói xong thì con lừa đã trợn mắt, nước mắt lưng tròng. Hồi lâu sau nó mới ấm mức quay đầu lại nhìn chằm chằm vào đám chiến hạng đang ra vào ở bên kia, trong mắt đầy vẻ hung tàn, mũi lại ra sức đánh hơi. Giống như trong mắt nó thì đám chiến hạng kia đều là từng đống đồ ăn, điều nó cần làm lúc này chính là tìm ra thứ ngon và nhiều nhất trong số đó. Cách xa như vậy mà vẫn đánh hơi được à? Vương Bảo Nhạc cảm thấy tò mò, nhưng trong lúc hắn vẫn còn kinh ngạc thì con lửa lại đột nhiên kích động kêu to: "Con con!" Nó vừa gọi vừa giơ chân lên chỉ về phía một chiếc chiến hạng đang quay về từ bên ngoài giống như sợ mình chỉ không rõ con lửa con khịt mũi một cái rõ to phun một luồng xương ra luồng xương này lập tức ngưng tụ lại thành bộ dạng của chiếc chiến hạm nọ vương bảo nhạc vội ngẩng đầu lên sau khi nhìn xong thì lại ra chiêu hồ nghi bởi vì chiếc chiến hạm nọ thoạt nhìn có vẻ vô cùng bình thường chẳng có gì đặc biệt cả kích cỡ cũng chỉ to bằng một nửa chiến hạm của thánh đào môn mà thôi tốc độ và động lực của nó cũng không nhanh nằm sen lẫn trong bảy chiếc chiến hạm trông có vẻ cực kỳ bình thường thậm chí còn bị hỏng hóc giống như đã dùng qua độ mà không có tiền sửa chữa chứ không phải do bị tấn công tạo thành. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang quan sát từ xa thì bên trong chiến hạm kia lúc này lại có mấy chục tu sĩ đang ngồi quây quần với nhau. Trong đó, ước chừng có 5-6 người có cảnh giới Nguyên Anh. Người yếu nhất cũng là kết đan hậu kỳ. Ai nấy đều hưng phấn khó nén. Lại có vài người thỉnh thoảng lấy mấy hòn đá màu đen lớn cỡ nắm tay ra khỏi túi chữ vật. Xem nó như của quý. Yêu thích không nỡ buông tay. Lần này chúng đậm rồi, không ngờ trong tình nghệ đề văn kia lại ẩn giấu một nền văn minh nhỏ có hàm lượng tình hư thạch kinh người như thế đây chính là tinh hư thạch tài liệu chế tạo chiến hạm năm cấm chỉ một cục cỡ nắm tay này thôi đã có thể đổi được một món trọng binh cấp 8 rồi tài nguyên quý giá như vậy mà tu vi của người mạnh nhất trong nền văn minh đó chỉ là kết đàn làm gì có tư cách sở hữu nó bọn họ lại còn dám phản kháng bị chúng ta tiêu diệt cả nền văn minh cũng là do bọn họ tự chuốc lấy nhưng tiếc là kết cấu thân thể của bọn họ không giống chúng ta bằng không bắt về làm lô đỉnh cũng được đấy chứ có người nhắc tới người mạnh nhất trong nền văn minh nhỏ kia không biết đã kích thích đúng điểm buồn cười nào mà khiến cho không ít tu sĩ ở đây cười phá lên nay đã sắp trở lại tông môn ở mẫu tỉnh nên bọn họ lại càng thả lỏng hơn cảnh giác lên thu hoạch lần này không nhỏ nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào thì chúng ta đều không gánh nổi trách nhiệm đâu vân lâm tử khống chế mức độ phát linh nguyên đừng có thể hiện quá hiện tại vẫn chưa tới lúc bùng nổ tốc độ đợi sau khi vào tầng khí quyển thì hãy tiếp tục tăng tốc hết cỡ nghe đám tu sĩ kia cười lớn như vậy, thủ lĩnh của bọn họ, một lão giả có tu vi nguyên anh đại viên mãn như mày quát khẽ: "Trưởng lão, chúng ta đã sắp quay về mẫu tỉnh rồi, có sự cố gì được nữa chứ? Lão nhân ra ngài cứ nghỉ ngơi một lúc đi. Thu hoạch của chúng ta lần này hẳn là có thể giúp ngài đủ tài nguyên để đột phá tu vi rồi. Bọn ta xin chúc mừng trưởng lão ngài trước nhé. Đúng đấy, trưởng lão ạ, à. ngài cứ yên tâm đi. Chiến hạng của chúng ta được ngụy trang rất kỹ." Bên ngoài còn có bao dấu vết ăn mòn tự nhiên, không để lộ gì để cho ai nghi ngờ đâu. Húng hồ gì đã bao nhiêu năm rồi không xảy ra chuyện cướp chiến hạng nữa, chưa kể quân tiếp ứng của tông môn cũng sắp tới nơi, ngài cứ yên tâm đi. Vị trưởng lão Nguyên Anh kia suy nghĩ một lúc thì cũng thả lỏng hơn, nhất là khi nghĩ tới chuyện mình đã có đủ tài nguyên để tấn thăng thì trong lòng lại bắt đầu nóng rực lên. Chẳng qua những tu sĩ đang thắng lợi quay về sau khi tàn sát một nền văn minh này nào đâu biết rằng ở bên ngoài chiến hạm, trong màn mây mù lại có hai cặp mắt lớn nhỏ đang nhìn chằm chằm vào họ trong màn mây mù vương bảo nhạc nheo mắt lại nhìn chiếc chiến hạm thoạt nhìn có vẻ vô cùng tâm thường nọ sau đó thấp giọng hỏi lại con lừa con trai à ngươi có chắc là nó rất ngon lành hay không con vẻ mặt của con lừa vô cùng chắc chắn thậm chí bốn chân còn run run như sắp không khống chế nổi tính thèm ăn của mình mà xông ra vậy được vậy ta sẽ tin ngươi một lần chúng ta sẽ cướp nó vậy ánh mắt của vương bảo nhạc lóe lên hắn không thèm quan tâm tới những chiến hạm khác nữa thân thể nhoáng lên một cái che giấu thân ảnh để âm thầm đi theo chiến hạm nọ. Chẳng bao lâu sau, chiếc chiến hạm có vẻ cũ nát và nghèo rách mồng tơi này đã dần kéo giãn khoảng cách cùng những chiếc chiến hạm khác. Sau khi tách ra xa, tiến vào trong chủ tình thần mục, chui vào trong tầng khí quyển thì chiến hạm cũng bị tầng mây dày đặc che phủ. Ngay khi nó chui vào trong tầng mây, Vương Bảo Nhạc vẫn luôn theo dõi chiến hạm đột nhiên bùng nổ tốc độ. Tu vi nguyên anh đại viên mãn lan ra toàn thân, phối hợp cùng sức mạnh tăng cường của tình thần nguyên anh khiến cho tốc độ vốn đã hơn hẳn những người cùng cảnh giới này lại nhanh ngang với thông thần toàn thân hắn như hóa thành một ngôi sao băng lao vun vút tới chỗ chiến hạm gần như ngay khi vương bảo nhạc bay tới thì tốc độ của chiến hạm cũng thoát cái đã tăng mạnh âm ầm lao vút đi trong tầng khí quyển với tốc độ nhanh ít nhất gấp 3 lần trước đó hừm phát hiện ra ta à vương bảo nhạc giật mình không kịp nghĩ gì nhiều hắn cũng không thèm che giấu nữa tiếp tục tăng tốc Thần thức cũng đột nhiên lan ra bao phủ lấy chiếc chiến hạm đang lao nhanh kia như một cơn lốc. Chỉ nháy mắt, hắn đã xuyên qua tầng phòng hộ của chiến hạm để thấy được đám người ở bên trong. Ngay khi thần thức của Vương Bảo Nhạc quét tới thì chiến hạm lập tức phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Một giây trước đám tu sĩ đó hãy còn thả lỏng, nhưng sau khi bị thần thức của Vương Bảo Nhạc đảo qua thì tất cả đều biến sắc. Mấy tên nguyên anh còn hoảng sợ hét lớn: "Thông thần, mau tăng tốc đi, có chuyện rồi." Bọn họ nghe thấy tiếng cảnh báo của chiến hạm cũng phát hiện có thần thức dò xét. Mà những người có thần thức đủ mạnh để xuyên qua chiến hạm trong tầng khí quyển dày như thế thì chỉ có thông thần. Ngoài ra, hành động dò xét trắng trợn như thế cũng đã thể hiện rõ ý đồ của người tới rồi. Không có thông thần. Nói cách khác, bọn họ đột nhiên tăng tốc như thế không phải vì đã phát hiện ra mình. Sau khi thấy rõ những thay đổi trên mặt của đám người này, tim của Vương Bảo Nhạc đột nhiên đập rộn lên. Lúc này, hắn cũng ý thức được có lẽ lần này mình đã gặp được một con dê béo thật sự rồi. Vương Bảo Nhạc hưng phấn cố ý biến giọng rồi cười lớn. Thân thể nhoáng lên một cái đã biến thành trong suốt, xông thẳng về phía trước chiến hạm đang muốn bỏ chạy kia như một linh hồn. Trong lúc xuyên qua chiến hạm, thanh âm do thần thức của hắn hóa thành cũng đột nhiên vang lên ở tâm thần của tất cả tu sĩ trong chiến hạm. Tất cả đứng im, cước đây, thanh âm do Vương Bảo Nhạc cố ý tạo ra rất khàn, lại mang theo cảm giác kiệt ngạo. Đây là cách phát thanh âm mà hắn học theo đại thụ năm xưa ngay khi chuyển vào trong chiến hạm đã lập tức khiến cho tất cả tu sĩ bên trong cảm thấy như có sấm sét nổ vang trong đầu đinh tai nhức óc sắc mặt tái đi đám tu sĩ kết đan thì lại càng không chịu nổi thất khiếu chảy máu tâm thần rung chuyển ngay cả tu vi cũng bị áp chế mãnh liệt đến cả những tu sĩ nguyên anh có tu vi cao hơn một tầng cũng phải há miệng phun máu thân thể lảo đảo không thể không vịn vào vách tàu xung quanh chỉ có vị trưởng lão với tu vi cao nhất trong số đó là miễn cưỡng trụ được nhưng khóe miệng vẫn dỉ máu Sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi chuyện kể ra có vẻ rất dài dòng, nhưng thực tế từ khi Vương Bảo Nhạc biến thành hư ảo và xông tới như một linh hồn, cho đến khi thanh âm của hắn khiến cho đám tu sĩ này choáng váng chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt ngay sau đó. Không đợi những người kia kịp phản ứng, Từng luồng khói đen mắt thường có thể nhìn thấy được đã nhanh chóng ùa ra từ vách chiến hạm từ khắp các hướng khiến cho bên trong chiến hạm bị khói đen bao phủ. Nơi khói đen đi qua, ngay cả thân chiến hạm cũng bị ăn mòn nhất định. Chỉ trong chớp mắt, đám khói đen này đã nhanh chóng lan ra, tấn công về phía tất cả những kẻ có mặt trên chiến hạm. Dường như tất cả mọi nỗ lực phản kháng và dãy dụa đều vô dụng trước đám khói đen này. Chúng nhanh chóng chui vào trong thân thể của tất cả mọi người, vòng quanh túi chữ vật và pháp bảo của bọn họ một cái rồi lập tức rụt về dù là pháp bảo như ngọc bội hoặc mấy thứ tương tự đeo trên cổ, hoặc một vài bảo vật đặc thù được nuôi dưỡng trong thân thể đều không thể thoát khỏi ma trảo của khói đen. Tất cả đều bị cuốn sạch, cuối cùng đám khói đen mang theo vô số túi chữ vật và pháp bảo đó dần ngưng tụ lại trước mặt tất cả những người ở đây, chỉ thoáng cái đã tạo thành một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng do khói đen tạo thành này chỉ có hình dáng đại khái, bên ngoài thân thể còn có vô số sương mù vây quanh, chúng nhanh chóng lan rộng rồi lại co lại khiến người ta nhìn mà giật mình. Đồng thời, lại có hai đốm sáng đỏ ngầu đột nhiên lóe ra trên gương mặt của bóng dáng mơ hồ này, nhìn về phía tất cả những người vừa bị cướp sạch kia. Gần như ngay khi thân ảnh xương khói này nhìn qua, ánh nhìn đó giống như có thể ngưng tụ thành thực chất khiến tâm thân của tất cả những người ở đây dậy sóng. Lại có từng đợt gió rét thổi qua, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn bộ phạm vi chiến hạm. Khí tức lạnh lẽo đó khiến thân thể cảm thấy rét run, nhưng linh hồn thì lại nóng rát như bị thiêu đốt. Hai cảm giác trái ngược đó lại xuất hiện trong đầu của tất cả tu sĩ nơi đây cảm giác khủng bố và quỷ dị do nó tạo thành lại càng mãnh liệt hơn đám tu sĩ kết đàn kia cuối cùng cũng không chịu nổi nữa trận mắt hôn mê ngay tại chỗ mấy nguyên anh cũng không thể không dốc hết sức vận chuyển tu vi để chống lại đau đớn đến từ thể xác lẫn linh hồn kia ngay cả vị trưởng lão nguyên anh nọ cũng phải phun ra một búng máu lớn đỡ lấy gác tay của chiếc ghế bên cạnh run rẩy lên tiếng bọn ta là đệ tử của vạn linh tông thái thượng trưởng lão của tông môn bọn ta chính là công tôn hầu tiền bối ôn ào quá không đợi vị trưởng lão nguyên anh kia nói xong thì bóng dáng trong làn khói đen kia đã hừ lạnh một tiếng tiếng hừ lạnh còn đáng sợ hơn cả sấm rên này âm ầm lan rộng trong tâm thần của mọi người khiến cho vị trưởng lão nguyên anh kia không nhịn được nữa mà liên tục hộc máu bóng dáng kia hất tay phải lên một cái dưới một cái hất tay này một gỗ cự lực ầm âm, âm lan ra tạo thành một dòng xoáy thông ra bên ngoài từ bên trong chiến hạm lực hút cực mạnh cũng hút hết mọi người ở đây vào trong đó như nuốt trứng tất cả khi xuất hiện lai like thì những tu sĩ này đã ở trong tầng khí quyển bên ngoài chiến hạm từng cơn gió mạnh thổi thốc vào mặt, tiếng vù vù, cảm giác lạnh lẽo và mừng rỡ khi sống sót sau tai nạn. Đúng lúc này, chiến hạng của bọn họ lại đột nhiên tăng tốc, chỉ nháy mắt đã đi xa. Toàn bộ quá trình cướp từ khi xảy ra tới khi chấm dứt diễn ra quá nhanh. Đến tận bây giờ mà vẫn có hơn phân nửa người trong số bị đánh cướp hãy còn ngơ ngác, giống như không dám tin. Thân là tỉnh đạo, sau khi hốt được một vố lớn ở bên ngoài thì lại bị người khác đánh cướp trên đường quay về mẫu tỉnh. Tỉnh đạo, cướp ngoài vũ trụ. Duy chỉ có vị trưởng lão phụ trách dẫn đội là ngửa mặt hét lớn đầy đau đớn và 10 giây sau, hai mắt đỏ ngầu lên. Ông ta cũng chẳng quan tâm mấy tên đồng môn xung quanh nữa. Thân thể nhoáng lên một cái đã dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo. Thậm chí, trong lúc lao ra, nhân lúc không ai nhìn thấy ông ta còn giơ tay lên vỗ mạnh vào lồng ngực của mình một cái khiến cho vết thương của mình lại càng nặng hơn, thoạt nhìn có vẻ vô cùng thê thảm. Ông ta vừa nôn ra máu vừa dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua tầng khí quyển, bay nhanh về địa điểm gặp mặt đã định sẵn với tông môn sau khi lao ra khỏi tầng khí quyển và đến địa điểm tập hợp, ông ta lập tức nhìn thấy hơn 10 vị tu sĩ được tông môn phái tới tiếp ứng cho mình nên vội gào lớn đầy thảm thiết. Tông chủ, tôn mỗ có tội, liều mạng trọng, thương nhưng vẫn không thể bảo vệ chiến hạm được an toàn. Chiến hạm của chúng ta bị cướp rồi. Trong lúc lên tiếng, có vẻ như lão già không áp chế được vết thương nên lại tiếp tục hộc máu liên tục giữa không trung, thân thể cũng rơi thẳng xuống do mất khả năng phi hành. Sau đó, lão giả cũng được các đồng môn tới tiếp ứng đứng gần đó hoảng hốt đỡ lấy sau khi chữa thương cho ông ta và hỏi rõ tình hình một tu sĩ trung niên trong số kia cũng hoảng sợ lấy một tấm thẻ ngọc ra để nhanh chóng truyền âm trong nháy mắt tiếp theo đất trời chợt biến sắc gió cuốn mây tan một đạo thân ảnh giống như phá không mà tới từ hư vô xa xôi tạo thành gió lốc nổ vang khắp nơi khiến cho mọi người đều giật mình run sợ thân ảnh đó trực tiếp xuất hiện trước mặt vị trưởng lão họ tôn nọ đó là một đại hán cao to hơn người bình thường rất nhiều, cùng với một thân tu vi thông thần cuồng bạo. Đây đúng là thái thượng trưởng lão công tôn hầu của vạn linh tông. Có chuyện gì? Trong mắt của vị đại hán này đầy vẻ uy hiếp, trầm giọng mở miệng. Đối mặt với thái thượng trưởng lão của mình, trong lòng vị lão giả họ tôn nọ vô cùng khiếp sợ. Vội kể lại toàn bộ quá trình bị cướp ra. Sau khi nghe xong toàn bộ, trong mắt công tôn hầu bừng lên sát khí mãnh liệt, mái tóc dài không gió vẫn tự bay, lửa giận trong lòng ngút lên tận trời dám cướp chiến hạm của vạn linh tôn ta đúng là chán sống mà công tôn hầu giơ tay phải lên siết chặt nắm đấm lập tức có thiên lôi đột nhiên xuất hiện ngưng tụ lại trong lòng bàn tay của hắn ta chúng hóa thành một quả lôi cầu phát ra khí tức vô cùng đáng sợ lôi cầu này trực tiếp bay vào trong tầng khí quyển ầm ầm nổ tung tạo thành một lối đi rộng mở ngay sau đó công tôn hầu với lửa giận ngập trời lập tức bước vào trong lối đi kia thần thức của hắn ầm ầm lan rộng hai tay bấm niệm pháp quyết theo một loại pháp quyết đặc thù nào đó định vị chỗ của chiến hạm nhà mình sau đó nhanh chóng đuổi theo cùng lúc đó trong khi thái thượng trưởng lão công tôn hầu của vạn linh tông điên cuồng đuổi theo trong chiến hạm của vạn linh tông nằm ở một khu vực thuộc tầng khí quyển cách nơi đó một khoảng nhất định vương bảo nhạc đã biến thành chắc nhất tiên đang trợn mắt há mồm nhìn mấy túi chữ vật mà hắn vừa mở ra trong mắt đầy vẻ vui mừng phát tài rồi vương bảo nhạc kích động vô cùng không để ý tới con lừa đang thẻ lưỡi ra liếm với ánh mắt tràn đầy chờ mong kia. Vương Bảo Nhạc vung tay thu hồi tất cả túi chữ vật, sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía chiếc chiến hạm rách nát đã bị hắn dễ dàng khống chế kia. Bên trong chiếc chiến hạm này nhất định có dấu thứ dùng để truy tung của đối phương, nhưng nếu bỏ như vậy thì tiếc quá. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lập tức ra tay. Dựa vào tạo nghệ luyện khí của mình cùng với kinh nghiệm thực tiễn hơn nửa năm của mình ở Thánh Đào Môn, Vương Bảo Nhạc bắt đầu điên cuồng tháo rỡ. Bởi vì không có nhiều người, Vương Bảo Nhạc không rảnh để chế tạo con rối trong thời gian ngắn được nên đành dựa vào thuật pháp bản nguyên, trực tiếp biến ra vài cái phân thân không có sức chiến đấu quá mạnh để chúng nó tháo rỡ hộ mình. Đầu tiên là tháo rỡ pháp khí trong khu vực hạch tâm, sau đó là động lực linh nguyên của chiến hạm, tiếp theo là phòng hộ và tấn công. Chẳng mấy chốc, dưới sự đồng tâm hiệp lực của mấy phân thân, Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhàng tháo rỡ chiến hạm này từ trong ra ngoài, quy tắc của hắn chính là có thể rỡ được bao nhiêu thì cứ rỡ. Cái nào tốt nhất, tháo rỡ. Cái nào đắt tiền nhất, tháo đỡ trước tiên, dẫn linh hoàn, hủy, một món lẻ trong bộ kinh động, đồ tốt, hủy đi, linh kiện nhỏ do tỏa vụ thạch làm thành, thứ này hiếm lắm, hủy đi, vương bảo nhạc càng ngày càng hưng phấn, con lửa cũng vui vẻ theo, trong lúc vương bảo nhạc tháo đỡ sẽ khó tránh khỏi, có thứ bị hư hại hoặc còn thừa ra, đây chính là đồ ăn vặt tốt nhất với chính nó, nên nó vừa quẫy đuôi vừa nhai lên mồm, ăn đến là sung sướng, qua nửa canh giờ, trong lúc chiến hạm, điên cuồng bay nhanh giữa tầng khí quyển. Trong lúc vị công tôn hầu của vạn linh tông kia điên cuồng đuổi theo thì chiến hạm cũng đã bị Vương Bảo Nhạc và con lừa xử lý hết 30%. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc khó khăn lắm mới dằn lòng tham xuống. Sau khi nhét những thứ cướp được vào đầy trong tất cả túi chữ vật sẵn có, hắn không thể không tiếc nuối dừng việc tháo rỡ, mang theo con lừa hóa thành hư vô xuyên qua chiến hạm rồi chạy đi thật xa. Sau khi mất đến hơn 30% linh kiện, nhất là thiếu động lực, chẳng những tốc độ của chiến hạm dần chậm lại mà còn thoát khỏi tầng khí quyển ầm ầm rơi thẳng xuống mặt đất như một ngôi sao băng